Xin chào chủ nhân. Hằng. Dạ. Con đi đâu mà lom rom đấy hả? Mẹ ơi, con bảo. Mẹ cho con sang nhà bên bạn Cốm bên đây chơi nhá. Lại đi chơi? Vâng. Không đi chơi thì làm gì à mẹ? Ở nhà. Mẹ bảo này, hết thời gian nghỉ hè rồi, bây giờ là đến thời gian cắm đầu vào học. Năm nay con phải phấn đấu được vào trường chuyên, được học sinh xuất xuất huyết. À không phải, xuất sắc. Nếu con mà không được học sinh xuất sắc nha, mẹ mua bò về cho con chăn, khỏi phải đi học nữa, biết chưa? Suốt ngày đi chơi, hết thời gian nghỉ hè rồi nhá. Bây giờ là con phải học bài, học bài và học bài. Mẹ ơi, cho con đi chơi một tí xong con về con học cũng được. Không nhiều tí hay một tí gì nữa. Đi vào trong học bài nhé. Mẹ sẽ ở nhà giám sát con, xem con học hành như thế nào, không được chảy mảng như năm ngoái nhá. Thôi, nghỉ nhiều rồi, đi học bài đi, không là quên hết kiến thức. Phải học bài rồi. Đã hẹn với lại Cúm BD là buổi chiều đi chơi biển bắt bắp dê, thế mà lại phải học bài. Con thích về nhà lúc 5 giờ, cả ngày chỉ nhìn vào sách vở. À, mình có con lợn nhựa màu hồng, mình phải lắc lợn nhựa mới có tinh thần để học bài. Lợn nhựa của mình đâu rồi nhỉ? Ra hỏi mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Cái gì con? Mẹ có thấy con lợn nhựa của con đâu không? Con lợn nhựa của con á? À, con lợn nhựa. Vâng. Ui giời ơi, mẹ thấy con lợn nhựa xấu xấu bẩn bẩn, mẹ ném nó thùng rác rồi. Mẹ ném lúc mới đây thôi. Bây giờ mấy giờ chiều à? Mẹ ném lúc sáng. Bây giờ con ra tìm chắc vẫn thấy ấy. Nhưng mà lấy con ấy làm gì? Ui, tiền con để trong đấy đấy. Bao nhiêu tiền của con đây? Thế à? Phải đi ra tìm mới được. Thế không bảo sớm mẹ sao biết? Nhanh lên còn đi vào học bài ấy nhá. À, đây rồi. May quá, thùng rác đây rồi. Nhưng mà thùng rác thì còn, nhưng không biết con lợn của mình có còn không. Con lợn của mình đâu ấy nhở? Không thấy. Sao thùng rác thì còn nhưng mà lợn của mình lại không còn? Thôi đi vào nhà vậy. Còn đâu nữa? Ai nói nhở? Ai nói đâu ấy? Cứu ta ơi! Cứu ta ơi! Có người nói ở trong cái thùng rác này á. Làm gì có người nào mà bé tí chui được vừa cái thùng rác này. Chắc là tai mình có vấn đề rồi. Chúng ta ơi, ta ở trong thùng rác. Ở trong thùng rác thật à? Ai đây? Người tí hon à? Đâu có thấy đâu? Ta ở trong cái lọ màu xanh này. Màu xanh á? Trong cái lọ màu xanh à? Đây rồi, chai màu xanh đây rồi. Đây là một chai nước mà. Chai nước này biết nói á. Chai biết nói á. À, đau ta quá. Ta không phải là ma. Mở nắp chai ra cho ta. Mở nắp chai á. Nhanh lên còn nghĩ cái gì nữa. À, được rồi, ông đợi tí. Mở luôn đây. Xin chào chủ nhân. Ta chính là... À, nó lại gần đây.
Ơ, à, chủ nhân đừng sợ. Ông là ai? Tôi chính là thần lộ ở đây. Tôi đã ở trong cái lộ này hàng nghìn năm. Hôm nay được ra ngoài đời thật là thoải mái quá đi. Thế thôi nhá, ông đứng lên nhảy múa đi. Tôi đi vào học bài đây. Khoan, từ giờ người sẽ là chủ nhân của tôi. Chủ nhân có gì sai bảo, cần tôi giúp thì hãy để tôi giúp. Mình học chuyện cổ tích mình mới biết đến thần đèn thôi. Ừ. Không ngờ có cả thần lọ. Ừ, tất nhiên là có thần lọ rồi. Có thần lọ mới có thần đèn được chứ. Chủ nhân có cái gì khó khăn cần tôi giúp đỡ không? Ừ, không có gì khó khăn cả đâu. Hả? Có. À, nói nó đi, nói đi. Nhưng mà ngươi có giúp được ta không mới là vấn đề. Mẹ ta gớm lắm đây, không có đùa được đâu. Chuyện gì ta cũng có thể làm hết. Ồ, vậy thì ngươi giúp ta làm thế nào để có thể đi chơi được với cún BD mà lại không bị mẹ phát hiện? Bởi vì mẹ ta bắt đầu ở nhà học bài thôi. Chuyện này dễ, để tôi làm cho. Đây, ta có một bảo dược đây. Đây, chính là thứ ngươi cần. Ô, sao lại con vịt? Đây, không phải là con vịt bình thường đâu. Ở trong con vịt này có những viên kẹo tàn hình của Doraemon. Một viên kẹo có thể tàn hình được 1 giờ. Trong này có tất cả là 24 viên kẹo. Vậy à? Chủ nhân không tin, hãy cầm về thử. Này nha, ta về mà thử nha, mà bị mẹ ta tét vào mông nha, là ta băm nát cái lỗ của ông ấy. Không được, không được. Nhớ nhá. Ừ, chủ nhân cứ yên tâm. Thôi, đây đi vào học đây. Đây. Hả? Ông đi yên tâm này. Ông đi đâu đi đi, lúc nào tôi cần thì tôi gọi. Không được, tôi sẽ tàn hình và đi theo chủ nhân. Ồ, thế người tàn hình đi. Đừng có xuất hiện trước mặt mẹ ra nhá. Lợn nhựa thì không tìm thấy rồi, mà tự dưng lại xuất hiện cái ông thần lọ. Mà mình thì muốn đi chơi, chẳng thích học bài tí nào. Vừa mới đầu năm học, suốt ngày đã học rồi. Bao nhiêu là bài tập liền, tối học cũng được mà. À đúng rồi, ông thần lọ có cho mình một hộp kẹo tàng hình. Nhưng mà nếu mà được thật thì mình lại được đi chơi rồi. Yeah. Hy vọng rằng là nó hiệu nghiệm. Đâu rồi nhở? Ông thần lọ ấy có dặn rằng là mỗi lần mà mình muốn biến hình thì mình ăn một viên. Nó sẽ có tác dụng trong vòng 1 tiếng. Thế thì mình ăn 2 viên thì sẽ tác dụng trong 2 tiếng. Hứ, mình ăn 2 viên luôn, đi chơi 2 tiếng về cho nó sướng. Ui thơm thế. 2 viên kẹo Doraemon luôn. Trời ơi, kẹo thần mà cũng đẹp như này á. À, chắc là cái ông thần lọ này là anh em cùng cha khác với ông nội của Doraemon. Đây chắc chắn là kẹo tàng hình của Doraemon rồi. Không biết là tàng hình được chưa nhỉ các bạn nhỉ? Bây giờ mình phải ngồi như đang học đã. Úi giời, có mình ở nhà, con mình chăm học khá lên. Vẫn ngồi học mà sao ngồi yên thế nhỉ? Mình ra đến tận đây rồi mà vẫn còn một hàng ngóng ngớt nữa ở kia. Thế là có 2 hàng ngóng ngớt đi. Một hàng ngóng ngớt ở nhà học bài, còn 1 hàng ngóng ngớt đi chơi. Bây giờ mình ra mình ngoái ngoái trước mặt mẹ mình xem là mẹ mình có nhìn thấy mình không. Chịu khó học thế là tốt. Không thấy gì thật luôn. Con đi chơi đây. Con đi chơi đây. Mẹ con đi chơi đây. Không thấy gì cả. Mình tán hình rồi. Đi chơi rồi. Cứ chịu khó học đi nha. Học giỏi mẹ có thưởng. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.